Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay thì em giới thiệu mọi người một cái buổi quay chụp một bé poodle tiny màu vàng mơ của nhà em nhé. Đây, em đang thường thì những khách hàng mà khi mà liên hệ với nhà em ấy, em sẽ thường quay video riêng và chụp ảnh riêng của từng bé để cho mọi người có thể có cái nhìn tổng quát nhất về bé cún của mình ấy. Và chụp ảnh cả quay video luôn thì thường là em sẽ phải chụp riêng từng bé này, nhưng mà các bé cún thì thường rất là nghịch, các bạn ấy không chịu ngồi im và cũng kiểu như là không tạo dáng được cho mình chụp để cho các bạn ấy được đẹp ấy. Nhiều khi em toàn bảo các anh chị là quay chụp còn nhìn không đẹp được bên ngoài cơ. Đây mọi người thấy bạn này thì nghịch lắm, thế nhưng mà đặt lên trên bàn cao hơn bình thường nên là bạn ấy đang hơi sợ một chút, nhưng mà cũng không ngồi im tạo dáng để cho em chụp ảnh đâu mọi người ạ. Rất hiếm những bé có thể chịu ngồi im mà chụp cho mình chụp ăn ảnh luôn. Bạn này của em là màu vàng mơ mọi người nha, siêu xinh, tai đậm hơn một xíu. Bên ngoài màu của bạn ấy thì nó sẽ sáng vàng sáng hơn một chút, cam cam hơn một chút, chứ nó không phải cái kiểu màu vàng nhạt như thế này. Đấy, thường thì em hay bảo các anh chị là có thể đến trực tiếp xem trực tiếp được các bé thì sẽ dễ hơn, bởi vì là các bạn ấy rất là khó mà chụp được cái màu chuẩn của các bạn ấy. Quay chụp được màu chuẩn rất là khó. Màu bên ngoài còn đẹp hơn cơ. Bao giờ bên ngoài cũng sẽ đẹp hơn trong video em quay. Mọi người cứ yên tâm là như thế. Bạn này thì là size tiny mọi người ạ. Chân rất lùn. Và không hiểu sao quay lên nhìn nó chân nó không ngắn được như bên ngoài nhỉ. Nhà em thì tất cả các bé cún đều đã được hơn 2 tháng tuổi và em tiêm phòng một mũi vaccine rồi, em sẽ xuất bán nhé. Mọi người có thể nhìn này, lông bạn ấy rất là dày và những bạn như này được coi là mặt tròn nhé mọi người nhé. Cái phần lông ở trên đầu rất là xinh, sau này thì càng cạo càng cắt tỉa đi lông sẽ dày và xoăn hơn rất là nhiều. Đấy, hai máy quay, hai máy chụp. Đây là một cái video em thả bạn ấy xuống bên dưới để cho bạn ấy chạy. Lúc này bạn chưa tắm đây mọi người này. Đó, em mới chỉ tắm cách đây 2 hôm rồi, lông hơi bết bẩn một chút nhưng mà vẫn rất là dày và xinh nhé mọi người nhé. Chân siêu lùn luôn, yêu lắm. Nếu mọi người yêu thích các bé cún ý thì hãy liên hệ ngay cho các số hotline bên em nhé. Rồi, xin chào mọi người.